Thưa quý vị, như chúng tôi đã thông tin, sáng nay ngày 25 tháng 5, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15, các đại biểu thảo luận ở tổ với nhiều nội dung quan trọng. Tại tổ số 8 gồm các địa phương Điện Biên, Bình Định, Sóc Trăng và thành phố Đà Nẵng do Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng làm tổ trưởng, các đại biểu Quốc hội đã tích cực tham gia những ý kiến thiết thực nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Đa số các đại biểu đều bày tỏ đồng tình về việc đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2022, tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2023. Các đại biểu cũng rất vui khi đất nước đạt được những chỉ tiêu quan trọng đề ra trong năm 2022, đồng thời bày tỏ tán thành một số giải pháp mà chính phủ đưa ra trong thời gian tới, nhằm tạo động lực phát triển kinh tế xã hội của đất nước cũng như các địa phương. Giải pháp mà chính phủ đưa ra trong cái thời gian tới, trong đó có những cái mà những cái nhiều ý kiến đại biểu cũng đã phát biểu và mong muốn của cử tri rất là lớn. Trong những kỳ họp qua cũng đã có ý kiến và được chính phủ đưa vào trong cái giải pháp thực hiện trong cái thời gian tới. Đó là việc tháo gỡ các vướng mắc khó khăn của các dự án liên quan đến các dự án liên quan đến đất đai mà có liên quan đến các kết luận thanh tra kiểm toán và các bản án đang tồn tại và chưa là những cái rào cản, những cái khó khăn cho các địa phương phát triển. Thì lần này chính phủ cũng đã đưa vào trong cái giải pháp để thực hiện là sớm nghiên cứu để sớm tháo gỡ cái việc này. Thì đây nếu như giải quyết được bài toán khó khăn này thì cũng sẽ khơi thông được nguồn lực để thúc đẩy cái phát triển ở các cái địa phương, ở các vùng. Đối với việc tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế giá trị gia tăng 2% theo nghị quyết số 43 ngày 11 tháng 1 năm 2022 của Quốc hội khóa 15, đại biểu Trần Chí Cường cho rằng thực hiện cái chính sách giảm thuế 2% VAT trong theo cái nghị quyết 43 của Quốc hội thì tôi tán thành cao cái việc chúng ta tiếp tục có những cái giải pháp, có những cái chính sách để thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội trong những dự báo tình hình khó khăn trong những thời gian tới. Tuy nhiên cái việc mà giảm 2% thuế VAT chỉ từ ngày 1 tháng 7 2023 đến ngày 11 tháng 12 2023 thì thời gian tôi nghĩ quá ngắn và chúng ta đang làm bị đứt đoạn cái chuyện một cái chính sách để duy trì cho cái việc mà thực hiện nó mang tính liên tục và nó tạo thuận lợi và hanh thông trong cái triển khai thực hiện chính sách. Thì chính sách chúng ta đã bị đứt đoạn 6 tháng đầu năm. COVID-19 và các... Về vấn đề xử lý cán bộ công chức được nêu ra, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, Phó chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội cho rằng. Tôi đề nghị là chính phủ phải cân nhắc cái câu này. Xử lý nghiêm cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ. Vì sao tôi bảo là cân nhắc? Bởi vì hiện nay câu hỏi đặt ra là căn cứ nào để xử lý? Bây giờ chúng ta ghi ra như thế này nhưng mà không xử lý được thì làm sao? Nói có căn cứ để xử lý chưa thì rõ ràng nó chưa có căn cứ để xử lý. Theo đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy, thay vì để câu xử lý nghiêm cán bộ sợ sai, sợ trách nhiệm, đùn đẩy, né tránh khi thực thi công vụ, thì nên tìm ra giải pháp để khắc phục tình trạng này. Nếu các quy định pháp luật hợp lý, minh bạch và xuyên suốt, thì cán bộ công chức không còn sợ nữa và cứ thế hành xử theo chức năng thẩm quyền. Bởi nếu những quy định không rõ ràng, dù có người muốn làm nhưng không biết phải làm thế nào cho đúng, vì thế mà không dám làm. Vì vậy, đại biểu Nguyễn Thị Kim Thúy đề nghị. Cần phải rà soát tổng thể từ trên xuống dưới những cái luật, nghị quyết, nghị định, mà thậm chí có cả những cái thông tư nữa. Mặc dù có cái cục kiểm tra của văn hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Tư pháp, nhưng hiện nay nhiều bộ ngành có những cái thông tư mà nó chưa đúng với lại là cái nghị định, chưa đúng với lại là cái luật để mà giao cho cái bộ ngành đó ban hành cái thông tư. Thế thì nếu mà chúng ta rà soát để nhằm bảo đảm rõ ràng nhất quán khả thi, thì để từ đó từng cấp cứ thế mà làm. Mà rõ ràng thì khi mà các cái quy định đã minh bạch xuyên suốt thì không còn sợ nữa, không cần phải kêu gọi là dám nghĩ, dám làm gì cả. Cứ thế thì cán bộ công chức các cấp theo cái chức năng nhiệm vụ quyền hạn mà theo quy định của pháp luật để mà thực hiện. Các đại biểu kỳ vọng, kỳ họp Quốc hội lần này sẽ xem xét thảo luận kỹ lưỡng, bổ sung một số nội dung cần tiếp tục rà soát để bảo đảm đạt chất lượng cao nhất, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội của đất nước.